Các bạn nào mà theo dõi kênh Phụ Luật Sư Trung chắc chắn là biết cái video này đúng không? Đây là một cái video Luật Sư Trung làm để cảnh báo một câu chuyện, tức là ông chồng đi cặp bồ và nói với vợ rằng là tôi để lại toàn bộ tài sản cho cô đấy, viết giấy đàng hoàng để lại. Rồi ông ấy đi theo bồ. Đi theo bồ một thời gian rồi cơm không lành canh không ngọt, lại lén lút quay về nhà sống. Và ông tìm lại toàn bộ giấy tờ nhà đất mà cô vợ cũ để trong tủ ấy, lấy hết, bao gồm cả cái tờ thỏa thuận đó xé luôn. Cái sai lầm của cái cô vợ cũ ấy là cái thỏa thuận đó không ra phòng công chứng hoặc không ghi vào trong cái bản án quyết định của tòa. Và bây giờ ông ấy lấy toàn bộ tài sản này và ông ấy xé đi, coi như là chưa thỏa thuận gì cả, và ông ấy giành lại nhà của ông ấy. Và sau đó thì luật sư Trung có tư vấn và cô ấy đã đòi lại được những cái giá trị mà cô ấy đóng góp vào cái khối tài sản chung ấy, bao gồm giá trị của căn nhà này, xe này, ruộng vườn đất đai. Và tổng số tiền cô ấy khởi kiện hai lần đòi lại được cũng gần 1 tỷ. Rất là chúc mừng cô ấy tại vì nó là xứng đáng. Và cô ấy có gửi quà cảm ơn luật sư Trung hai lần. Mỗi lần thắng là gửi một lần quà. Rất là cảm ơn chị Tường Vi ở Thái Nguyên nha. Và đặc biệt cảm ơn bạn Hải Yến đã giới thiệu luật sư Trung với lại chị ấy. Và luật sư Trung mong rằng là mọi người tiếp tục yêu thương ủng hộ kênh luật sư Trung. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ rút ra được những kinh nghiệm từ những chia sẻ kiến thức pháp lý của luật sư Trung. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.